Đó, bữa nay là về Củ Chi thu hoạch trái cây. Trái này ở ngoài Hà Nội thì gọi là trái hồng xiêm, nhưng mà trong này thì gọi là trái sabuche. Đó, bây giờ tới mùa rồi. Mình chưa thấy trái nào bự bự là mình cắt thôi. Đó. Trời ơi, nhìn cái cây nhỏ xíu này mà quá trời trái luôn này. Chưa đâu. Cái này là nó tốt quá, nó không ra trái. Đó, bự không cả nhà. Đó. Cây này mới đây là cho trái lần đầu. Các bạn thấy không? Chỉ cần trồng một khoảng thời gian ngắn thôi là đã có trái rồi. Không gian ở đây thì lúc nào cũng tươi mát này, cây cỏ hoa lá và có cây trái cây ăn nữa. Ồ, nếu mình không có tinh ý, mình không để ý là ở dưới sát đất cũng quá trời luôn. Đó. Ui trời ơi, ba trái luôn. Mình hái vậy thôi, chừng nào mà ăn hết thì mình lại hái tiếp. Trong vườn nhà lúc nào cũng đầy trái cây hết đấy. À thôi, bây giờ mình đi hái thêm một ít ớt nữa để về nhà dùng nha. Cây ớt này quá trời trái luôn này. Nếu mình không tinh mắt là mình không thấy được, tại vì nó lẫn vào cái màu xanh. Đây là cái ớt này là do những con chim về đây làm tổ, nó sẽ thả cái hạt xuống đây đó để ra những cái ớt này. Và ớt này thì ăn quanh năm luôn, quá trời luôn, thấy không? Cái ớt này nó có vị rất là thơm nha. Nó khác hẳn với cái ớt mà ớt trái bự. Trong vườn nhà này thì Hùng không có phải đi ra chợ mua rau củ hay là ớt, vì lúc nào cũng có sẵn. Nhất là mùa dịch này nữa, nếu mà để kiếm được nơi nào bán đồ ăn thì cũng là một cái vấn đề cũng hơi hơi khó chút xíu. Và Hùng sẽ hái những cái này để chia sẻ bớt với bạn bè nè, tặng như những cái món quà miệt vườn. Đó, mình hái hoa về làm trà. Có người thì sẽ dùng hoa đậu biếc để ép ra lấy màu, có thể làm bánh. Với Hùng thì Hùng chỉ xài 5-6 bông một ngày thôi để làm thay thế nước uống. Mình hòa chung với nước sôi, đó, ngâm một chút xíu nó ra. Cả nhà mình ơi, sắp tới thì Hùng cũng có tham gia một cái chương trình livestream thành phố 18 giờ vào thứ bảy này. Mọi người tranh thủ xem nhé. Lúc đó thì mình sẽ có rất là nhiều những giây phút chia sẻ về những hoạt động trong cái mùa dịch này. Bây giờ mình qua mình hái thêm vài trái cóc nữa nhé. Còn đây là cây khế và đây là khế ngọt nhé. Ở trong vườn nhà Hùng thì cũng có vài cây có khế ngọt, khế chua. Và tại sao bây giờ thì trên đó cũng quá trời trái luôn mà không ai hái? Bởi vì là Phi Hùng đang chờ con chim tới ăn. Và nó ăn xong thì nó sẽ trả cho mình mấy cục vàng. Nói vui vậy thôi, chứ còn Hùng luôn luôn trồng những cái trái cây này để cho những người hàng xóm hay là bạn bè tới chơi, mọi người có thể ăn thoải mái. Bây giờ mình đi hái cóc nữa nha. Đây là ở trong vườn nhà này thì Phi Hùng trồng rất là nhiều loại, như là mít, chuối, rồi cherry nữa, cóc, trời ơi, hay là những cái loại rau để ăn thường ngày thì cũng rất là nhiều. Và thường thường là ăn không hết đâu. Hùng hay chia sẻ cho các những người bạn bè láng giềng xung quanh nữa. Đó, ủa cây cherry á, lát nữa ra coi, quá trời trái luôn. Đi tiếp nha. Lấy mấy trái cherry ăn cho nó có chất C. Xanh xanh vậy chứ nhưng mà ngọt lắm nha. Hái không kịp là nó rụng hết xuống dưới đất rồi đó. Ngon lắm. Sắp tới là trái sai lắm luôn á. Bây giờ mình ngọt lắm. Đó, cả nhà coi kỳ tích trong này. Đây là những trái đu đủ khi mà mưa bão mà nó bị nghiêng này, nó bị sập, bị đổ, nên mình lấy cái cây thanh tre mình chống, vậy mà nó vẫn sống, vẫn ra trái xanh tươi không? Wow, quá đã luôn. Cái này mà làm gỏi là ba trái luôn nhé. Bên cạnh là cây cóc này. 2 tháng trời Hùng xuống như đây mà ăn hoài mà không hết trái luôn. Cóc này thì chấm với ớt cũng ngon, hay là mình ép ra nó có thể thay thế những cái
vitamin C rất là tốt cho sức khỏe. Đây là giống cóc Thái cho nên là nó không có lớn lắm. Cái này là chín rồi đó. Cái này là chín rồi, ăn được rồi. Cũng giống như là Hùng chín rồi, ăn được rồi đó. Có cái cây này cũng nhiều kỷ niệm với Hùng này. Khi hồi xưa lúc mà ngoài Bắc á, thì Hùng hay được uống lá vối. Nhưng mà khi mà vào đây thì mình tưởng chừng như là sẽ không còn nữa. Nhưng mà khi mà tới các cái doanh trại bộ đội ở Cần Giờ á, thì lại gặp lại những chiến sĩ thì có tặng cho Hùng cái cây vối này. Bây giờ thì Hùng trân trọng để mang về vườn nhà mình để trồng. Đó, lúc nào mình cần uống trà vối là trong vườn luôn luôn có. Đó, Hùng có hai cây cherry. Một cây thì ở trong vườn, một cây thì sát bờ hồ. Đó, cây hoa cherry cũng đẹp nữa này. Đó, chín rồi đó. Đó. Cái vị rất là thơm, ngọt nha. Cái này xê nhiều lắm. Sát là bờ hồ luôn. Đó. Đây là Hùng mỗi ngày đều xuống để tắm, để tập thể dục. Đó, trong mùa dịch này mà có một không gian rộng và thoáng như vậy thì đối với Hùng nó cũng là một cái nơi để mình xả stress và cũng có rất là nhiều năng lượng để mình suy nghĩ cũng như là sáng tạo. Cho nên là thời gian vừa qua thì cả nhà mình đã xem cái MV Sài Gòn Vững Tin Như Ta. Đây là MV mới nhất mà Phi Hùng đã thực hiện tại nhà vườn này. Tự cắt, tự ghép, tự dựng luôn. Đó, mong cả nhà hãy theo dõi và ủng hộ nhé. Đây mình thu hoạch chút chút thôi, bởi vì vườn nhà thì lúc nào cũng sẵn sàng và rộng mở để chào đón những người bạn mới tới đây tham quan cũng như là thưởng thức những món ngon của vườn nhà. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nhé.